Rồi lên cho anh em một cái máy cúp 50 4 số có đời, máy đời đầu mã E23. Máy này thì tình trạng là nguyên zin, đầu nồi chưa rớt, bao máy sống, máy nổ nha anh em. Đó. Máy này thì mình tháo bu lửa bán ăn rồi, bây giờ còn cái cục máy như hình ha. Mình bán cái giá cái nguyên cái cục máy như hình ha. Chỉ 2.7 thôi nha anh em. Đó, 2.7. Mình giá bao rẻ luôn anh em, giờ chỉ lấy cần 2-3 món là đủ số hội rồi nha anh em. Đó, full đầu lòng dên là 1.4 triệu, một bộ số là 1.1 triệu. Đó, bộ nồi 700. Này kia, có nhiều món lắm. Thì đó, bây giờ mình nói 2-3 món rồi đó, gần 3 triệu rồi. Đó, cái máy này siêu đẹp nha. 2.7 nha anh em. Cần xài nhắn em ha, máy này là 4 số có đời, máy cúp 50. Mọi người gọi là máy cúp 50. 4 số có đời cũng là nó luôn. Đó, máy nguyên zin, máy đời đầu nha, đời rôm đen còn cờ nha. Đó, rồi 2.7 nha anh em. Anh em nào alo thì alo em vào miệng nha anh em. 0933996332 ha. Đó, máy đời đầu nha anh em, máy đời đầu là ông cũng hơi lỗ mũi quay ra phía sau nè, rôm đen nè. Đó, máy 9492 đó, tầm đời đó. Còn máy đời 89 thì nó cũng giống cái trang vậy, nhưng mà lốc nó sẽ là lốc sơn màu bạc. Còn đời này 9192 nó đóng lóng nó lên sơn màu xám chuột rồi.